Làm thế nào để biến những bức ảnh bình thường của bạn trở thành một cái hình ảnh mà do AI vẽ? Chúng ta sử dụng phần mềm Lopsy rất là đơn giản nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy vào App Store các bạn tải về cái phần mềm tên là Lopsy. Đây. Mình đang quay lại màn hình này, nó sẽ tên là phần mềm Lopsy và các bạn mở lên thôi. Chúng ta lưu ý là không cần phải đăng nhập, không cần phải đăng ký tài khoản gì cả. Và ngay ở phần mở đầu họ gợi ý cho mình trả tiền thì các bạn ấn vào dấu X nhá, không cần đâu. Tại đây, ngay ở phần đầu chúng ta có bốn định dạng free cho các bạn dùng. Đó là kiểu old school, là kiểu anime này, kiểu bức tượng này, kiểu cyberpunk một chút và kiểu tai nhọn. Thì mình thích kiểu nào thì mình ấn vào kiểu đấy. Đấy, mình ở đây mình thích kiểu old school, mình ấn vào. Sau đó chúng ta ấn vào chữ import, import. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái hình ảnh mà chúng ta thích, biến nó trở thành một cái hình vẽ của AI. Tại đây mình sẽ lấy một cái bức ảnh mà mình đang đi làm, behind the scene đi, để xem là nó vẽ cái công việc của mình như thế nào. Đấy, đây là một bức ảnh mà mình đang làm và quay ở tại một nhà máy. Các bạn ấn vào chữ Notification Enable, tức là nó sẽ thông báo cho chúng ta khi nào mà nó làm xong. Tinh tinh. Đây rồi, khi nó có chữ ready là tab to download này. Việc bây giờ chúng ta chỉ cần mở ra thôi, chờ nó loading một tí. Mở ra nhá, chờ nó loading một chút. Nó saving và nó sẽ tự động lưu cái bức ảnh mà AI tạo ra vào cái phần photo của bạn. Tại đây bạn có thể up trực tiếp lên Instagram, up lên các nền tảng như là TikTok.